ngon con thấy dạ. Ngon hết rồi ha. Dạ. Đó, ngon quá trời. Quyết quá ngon. Ủa sao em muốn lên hồng? Dạ. Tên Giê Số bằng tuổi Minh. Ừ. Ừ, bằng tuổi Minh. Ba bằng tuổi Minh. Ai? Ba bằng tuổi Minh. Ừ. Con ha. Ừ. 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 Đây vậy cái đó. Ừ. Ăn cho cái chén cho con. Này. Trời ơi, ăn không được. Lấy muỗng nè, chơi miếng tô lên nè. Ồ, cái xôi nó hút cái chén hả? Ừ. Ồ. Quá ngon Dũng ơi. Ngon hơn nhà. Đi xa. Bằng đêm mà trong đây chạy ghê quá. Ừ. Chắc chạy xe lẹ lắm. Lắm vậy. Chạy xe lẹ như vậy lẹ lắm. Ừ. Chạy cũng được. Chạy 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 chạy cái gì xe anh đây trong phòng ngủ cái không ngủ chuyện hả sao quá đi cũng có 2 cây số không có cây gì không có sao chạy trong này đúng không chạy xe ngoài đậu không mà anh chạy còn muốn mà chạy về đi ngang này không cái đi ra ngoài anh con mở kế ngoài kìa đừng chở lên qua cầu vòng á ăn đi, ăn quay rồi. Ừ. Ủa, Mai Lì đâu ạ? Mai Lì đi rửa tay. Ừ. Biết lâu rồi. Ừ. Lâu rồi mới được rửa ăn biết mẹ hả? Bạn ngồi đi không? Ủa, Mai Lì á? Lì rửa tay. Rồi vẫn rút thời. Ủa, Hoàng sao con ngồi ăn đi vòng vòng con? Không con ngồi xuống mày ngồi với ba kìa hả ngồi uống hơi chút cà phê ờ đất ơi nó phái cà phê rồi nó uống giờ nó không uống được ờ để chăm cà phê đó không có phải uống cà phê uống được không có cà phê uống bổ đặc biệt hả con ha múc ăn hết đi con trời ơi mình ăn ba mươi năm ăn gà tươi hả Dũng ăn gà tươi con tươi mà nó giòn rồi nó ngon quá trời cái da nó ngon da quá giòn ngọt ơi sáng mình mệt ăn cháo nè mới ngủ khỏe đây cái gì của tôi bởi vậy đó ngủ mà ngủ không đủ ngủ không được đâu con trăm mấy ba nhiều lắm là ngủ 15-20 phút rồi máy bay sao người nó đi sao mà sống sống mà mây biết nữa em sao mà nó vòng mây ngang vô mây á gió đường gió đi ngang nó làm cái bay thì máy bay nó bay gì có khi nào có bị mưa không có mưa mưa đó mưa mà không bay trên mây khi khi nào thấp ở dưới mới mưa chứ trên không có mưa đâu trên mây thì nó bay trên mây không mà nào có gì này con ngồi cái đi ngồi cái ngoài ăn hả? Ăn hết. Mày chó rồi. Bây giờ đi vòng quay phim á. Ừ. Nó ăn nhà Hồng, khó hơn nhà anh. Tại vì không có lầu. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Chứ đình cao quá trời. Mát hơn. Ừ. Giờ mới nhìn lên nó rồi cái con đó kìa. Nó của thằng Lăng này không nhận bằng nhà dưỡng đâu, bự bằng bắp tay à. Đó, không có cài hờ, không có cài hờ, cài hờ. Đó là không có cài hờ, không phải không nhận. Lúc một tiếng ngộ kêu. Ngộ quá ha. Kêu lúc một tiếng ngộ để kêu là. Sao nó tại nó tiết cụ á. Trời, chạy chậm nữa. Mới liền con ăn đi con.
Ừ, con coi cái nào múc đắp cho nó miếng. Bốn tiếng, bốn tiếng. Con thôi không con. Chạy đắp nè, chạy lẻ như vậy ha. Mà chạy đúng rồi, 4 tiếng giờ về cũng 4 tiếng. Dạ. 4 tiếng à. Không phải nó già hết chứ lớn. Với dì ba, dì ba với ba là bằng tuổi á. Em á. Là bằng tuổi, ngày em tới 9. Trời ơi, giỏi hơn. Trời đi chùa. Cảm ơn ngoại. Thiếu nữa tuổi cho, căng thêm cho nữa tuổi anh thọ luôn.